Dạ, mến chào quý cô chú và quý anh chị. Hôm nay ngày mới, lời nói đầu tiên Úc Hà mến chúc quý cô chú và quý anh chị, quý vị khán giả trong nước và ngoài nước một lời chúc thật nhiều sức khỏe và một lời chào thân thương nhất nha. Dạ, thì hôm nay thì Úc Hà cũng có theo chân của Minh Hùng quay trở lại thăm cái nhà của cô Úc. Đây là cái kênh này là của Minh Hùng quay nha. Thì hôm nay có Mạnh Thường Quân ở bên Úc Hà có gửi cho cô Úc tiền nên Úc Hà đến đây để quay chung với Minh Hùng. Dạ. Nhà cô Út thì cô có một cái căn bệnh là bây giờ ta gọi là cái gì đó, giống như là dãy nến gì đó hay là sao mà nhìn thấy cô quá trạng luôn rồi. Dạ, xin mời cả nhà mình vô thắp gặp cô Út nha. Hôm qua có ai? Dạ, ăn chào bà cô Út. Bà có ăn cơm mì phạm? Cô ăn nó bị trúng hay là nó trong mình nó sanh ra? Mình sanh ra mười mấy năm rồi. Bị mười mấy năm rồi hả? Dạ. Vậy trong trong cái nhà của mình hồi xưa giờ có ai bị gì không? Không. Dạ. Bây giờ con có cái chỗ này con chỉ cô Út nha. Nếu nào kêu người ta đi qua chùa Cù Lô Giang á. Ở trong cái chùa Cù Lô Giang nó có cái chị nó trị bệnh giống như là ghẻ ngứa phong cùi luôn đó. Có đứa cháu ở gần đó đó, mượn ra chở đi. Vậy quá dễ rồi. Cô qua bển đi rồi ở bên đó là trong cái nhà thờ á chứ không phải cái chùa, gọi là chùa Cù Lô Giang phía trong cái nhà thờ phía ngoài. Là vô đó người ta bán cái loại thuốc này nè, phước chủ mai thầy, cô đi lại đó thử coi. Rồi về nhà mình cũng xiên nấu lá ổi với muối rồi đó. Nấu rồi để mình tắm. Mỗi khi mình tắm là tắm bằng nước đó. Nó ngứa ngáy dữ không con? Rồi bây giờ nó về cái nó căng da, căng hẳn. Vậy hả? Hẳn hết cho đau luôn đó hả? Rồi ơi, căng ngày á thì nó từ chân tới tay về tới bằng chân luôn. Nó đỡ ngứa, tối ngủ á nó ngứa gì lắm, ngủ không có được. Thì lúc đó là cứ đâu có làm gì, cứ nhớ đến cái ngứa không à. Cái này bác sĩ ta cho biết là mình bị bệnh gì đó con? Dễ nến. Dễ nến hả? Dạ. Bệnh này khó trị. Vậy hả? Hết đỡ thời gian rồi cũng cái nữa chứ yeah. Hết. Không thể. Dạ. Giờ là tạm thời mình chích thuốc cho nó hết nó đỡ nữa thôi chứ. Vậy cứ này bằng đêm ngủ được không? Khó ngủ. Ngứa hoài gãi hoài sao ngủ? Gãi ngay. Thì hôm nay Minh Hùng có đem một phần quà của anh Tô Mì Phạm ở nước Mỹ gửi cho cô, gồm có 10 ký gạo, đường, bột ngọt, nước mắm, nước tương, dầu ăn, xà bông, gạch đồn nha cả nhà. Thì gửi cho cô hàng tháng đó, tháng nào cũng có ghé gửi hết trơn. Thì hôm nay Minh Hùng cũng thay mặt cho cô Út cảm ơn anh Tô Mì Phạm thật nhiều, vì anh có một tấm lòng nhân hậu, thương những hoàn cảnh nghèo, những hoàn cảnh khó khăn. Một lần nữa Minh Hùng cảm ơn anh rất nhiều. Tôi cũng xin cảm ơn anh Tô Mì Phạm ở nước Mỹ. Xin cảm ơn chú nhiều lắm. Chúc tiếp theo luôn đi. Tiếp theo thì cô Linh ở Úc. Linh ở Úc có gửi cho cô 1 triệu để cô trị bệnh. Cô Linh ở nước Úc. Cô Linh nhiều lắm, cô Linh. Thì Minh Hùng cũng thay mặt cho cô Út cảm ơn cô Linh ở nước Úc có một tấm lòng nhân hậu, thương những hoàn cảnh nghèo và những hoàn cảnh khó khăn. Minh Hùng cảm ơn cô Linh thật nhiều. Minh Hùng cũng cầu chúc cho cô Linh được nhiều sức khỏe, thành công trong công việc, để cô làm có thật nhiều tiền, còn nhắc nhở hoàn cảnh khổ nữa. Dạ, cô Út, con nói với cô như vậy, ở đây qua Cù Lao Giang á là bên Mỹ Luông á, rồi
tới cái cầu gần tới cái chợ Mỹ Luông có cây cầu, gọi là cây cầu đó đi qua Tấn Mỹ, rồi là cô qua cây cầu đó cô chạy chút xíu là sẽ tới cù Lô Giang. Bây giờ sẵn hôm nay cô Linh ở Úc có gửi cho cô 1 triệu đó, cô lấy cái đó để cô làm lộ phí cô đi đi chứ. Chứ để mà mình nghèo rồi cái tiền mình xài lây lắc hết tiền nó không có tiền đi ha. Biết Mỹ Luông rồi qua Tấn Mỹ, còn mấy thì mình kêu xe đây đi đại đi khỏi có điện, con cháu nhiều khi nó hẹn hò hoài rồi cái con mình bệnh gấp mình đi trước. Dạ thì hôm nay con đến đây thì đầu tiên thì anh Tôm Mì Phạm ảnh cũng gửi cho cô một phần quà, thì ở trong đây thì gồm có 10 ký gạo, nước mắm, nước tương, dầu ăn, nước rửa chén, đường, 1 ký đường, nửa ký bột ngọt, 10 gói mì, rồi chai nước màu hay gì nữa đó, với bịch xà bông giặt đồ. Thì coi như là những cái phụ kiện ở trong bếp là con đã thay mặt anh Mạnh Thường Quân của anh Tôm Mì Phạm đã mua đầy đủ trong cái chuyện ở trong bếp cho cô. Để cô xài thì trong 1 tháng như vậy thì cô cũng có một phần quà như vậy. Và cũng thay mặt cô Linh ở Úc đến chuyển cho cô 1 triệu để cho cô có tiền để cô trị bệnh. Thì giờ Úc Hà cũng thay mặt gia đình. Thôi giờ cô nói lời cảm ơn với anh Tôm Mì Phạm với cô Úc trước đi. Xin cảm ơn anh Tôm Mì Phạm. Yeah. Chúc anh nhiều sức khỏe, đặng tiếp tục làm việc thiện. Yeah. Cô Linh. Cô Linh ở Úc. Cô Linh ở Úc, cảm ơn cô nhiều lắm. Chúc cô nhiều sức khỏe, đặng tiếp tục làm việc thiện. Nhờ cô Linh nhận 1 triệu này nữa là mấy triệu rồi? 2 triệu. Dạ. Đó thì cô Linh hồi tháng trước cũng gửi cho cô một phần quà, và cô cũng của anh Tôm Mì Phạm, và cô Linh cũng gửi cho cô 1 triệu. Thì bây giờ tháng này cô Linh cũng vẫn gửi cho cô 1 triệu để cô cố gắng trị bệnh cho hết bệnh đi ha. Chứ rồi còn tháng tới thì mình không có biết ha. Như bây giờ cái duyên cô thì được vậy thì con đem lại trao vậy. Dạ thì bây giờ Úc Hà cũng thay mặt cô Úc ở đây để nói lên lời cảm tạ cô Linh ở Úc và anh Tôm Mì Phạm đã có tấm lòng hảo tâm. Dù là ở nước ngoài cuộc sống đã là sung sướng rồi, nhưng mà cô Úc và anh Tôm Mì Phạm cũng không quên về nơi quê hương xứ sở, nơi chôn nhau cắt cúng ở Việt Nam. Thì cho nên là anh cũng có thương những cái đồng bào, những cuộc sống cơ nhở, những bà cụ cô đơn không người thân, rồi những em bé tật nguyền rồi đó. Thì anh Tôm Mì Phạm và cô Úc luôn đồng hành với cái kênh của Úc Hà để giúp đỡ những cái hoàn cảnh như vậy. Thì trong cái tháng 7 này thì Úc Hà đã cho những phần quà đây, thì Úc Hà sẽ xin hồi hướng công đức cho cụ quyền thất tổ ông bà và cho gia đình người mất cũng như người sống là được trọn vẹn hạnh phúc vui tươi thật nhiều sức khỏe. Đó là Úc Hà xin gửi cái lời chúc và hồi hướng công đức cho cô Linh ở Úc và anh Tôm Mì Phạm. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Thì cô Úc cũng đồng ý với cái lời nói của con để hồi hướng công đức cho hai vị Mạnh Thường Quân này á cô Úc. Dạ. Cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Rồi như thế này thiệt tình luôn. Rồi cô làm sao cô đừng có cho mấy con ruồi đồ nó vào đậu vô được không, chứ nó đậu vô nó cắn nó nhột rồi cái mình mất giải thêm nữa. Dạ chị là gọi thấy em. Cảm ơn ha. Rồi em đem gạo vô giùm cô có hả? Cô có cưng hả? Cô của chị hả? Hả? Cô ruột của chị hả? Rồi cô có nấu cơm ở đây ăn không? Mấy cháu nó bưng lại cho em. Thì tôi nấu đồ ăn tôi bưng lại. Thì như vậy thì những phần quà này mình để cho mấy cháu cơm, nó cơm tương rồi đó. Dạ. Yeah. Cũng có nấu. Rồi cô ăn tương sao? Có. Sáng ta cho cơm tương đó mình ăn. Dạ, yeah. Mình ăn điểm tâm sáng nữa ha. Điểm tâm sáng là ăn tương. Dạ. Yeah. Thì bây giờ đó là con thấy là cái này nè, là có thể là mình đi qua bên cái đó đi cô. Đúng rồi, cô để không thôi mình lây quay mình hết tiền. Đây qua bển mình đi qua tới Mỹ Luông. Rồi tới Mỹ Luông xong rồi thì đi chưa tới Mỹ Luông là gần sát Mỹ Luông luôn, còn khoảng chừng không tới cây số là sẽ có cây cầu đi qua Tấn Mỹ.
rồi qua Tấn Mỹ xuống dốc cầu chạy cũng hơn cây số là tới cái nhà thờ. Dạ. Thấy cô thấy thương quá. Rồi bị mười mấy năm mà lúc trước nó ít hay sao con? Nó hư trơn vậy nó ăn vô hết trơn luôn hả? Dạ. Rồi nó có, nó ngoài cái ngứa ra nó có bị đau nhức gì không cô? Gác hả? Cằn già đó, tại vì mình gãi đúng không? Rồi cái đầu cũng ngứa dữ lắm hả? Ngứa lên hết, mình mấy gì, mặt mày gì nữa. Giờ con thấy cô cũng như cô cắt tóc hơi ngắn ngắn lại đi. Cắt cái kiểu ca bồi tém tém đó cho nó đỡ ngứa. Chứ để mà buộc vậy nó cũng ngứa quá. Ê da thiệt tình luôn. Rồi hàng ngày cô cố gắng cô niệm Phật đồ nhiều vô. Có thờ Đức Thầy kìa. Ở nhà có thờ chân dung thầy đồ đàng hoàng. Là một con dao là tu niệm một tiếng Phật. Dạ, đúng rồi. Mình niệm Phật rồi với con chỉ cô cách này nha. Con chỉ cái này linh nghiệm lắm đó. Thì tỉ như cô nguyện niệm Phật thì mình giờ đã mình khổ mà mình đâu có cái của. Thì bây giờ cô làm cái công. Nghĩa là cô sẽ lại cô mỗi một bữa như đó, cô buổi sáng cô dành một thời gian chừng mới làm không nổi thì chừng vài ít phút thôi. Cô niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, cô ngồi im gu cô niệm. Cô tưởng nhớ Phật lên rồi cô niệm ha, xong rồi á, cô niệm đủ cái giờ mà cô không ngồi nổi nữa, cô ngưng rồi đó. Thì cô nói hôm nay, cái buổi niệm Phật hôm nay tôi xin hồi hướng công đức niệm Phật này cho tất cả những quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp mà tôi đã lỡ gieo cho mấy ngày đau thương. Thôi hôm nay tôi sẽ hồi hướng hết cái công đức niệm Phật này cho mấy ngày để mấy ngày hưởng và đi giảng sanh. Từ từ cô sẽ giảm nhẹ bệnh. Cô ở nhà này cũng ở đâu? Giống như là cái duyên nghiệp của mình đó. Thì cô nguyện giải vậy từ từ cho nó xuống. Nghe hơn đó chút. Ngon nghe. Gửi cho 1 triệu cho nó mua quần áo. Đâu có, tôi đưa cho thằng Bảo mà, thằng Bảo nó đưa cho mợ nó đi chợ mua mà. Tôi đưa cho thằng Bảo nó đưa cho bà ngoại nó 500, nó thiếu tiền bà ngoại nó mượn tiền bữa hổm đi mua gì đó. Rồi mua rồi nó đưa cho mợ nó đi mua cái cặp với mua 2 bộ đồ. Thì không biết nữa tại vì thì gửi bữa đó nó đưa cho mợ nó rồi. Hôm qua cô gọt bầu gọt mướp đó là làm gì con? Làm cho cháu nó bán ở ngoài chợ. Rồi một tháng chị mới lại thăm một lần. Bỏ mấy rồi. Cái quán đó. Tôi mận đó, tôi lặt một con gà tôi cũng niệm Phật. Tôi niệm hết trơn. Bữa đó tôi không có ổng ở nhà, tôi đưa cho nó mà. Rồi nó đưa cho mợ nó 500, đưa bà ngoại 500. Thì Minh Hùng cũng nhờ các cô chú và anh chị em thương Minh Hùng và ủng hộ đăng ký kênh cho Minh Hùng là Minh Hùng. Rồi ai nói chi chuyện ai nấy làm, nói chi cưng. Có được một cái động lực. Rồi vậy nha, chị cũng đang quay phim. Chị đang quay phim. Trong nước và ngoài nước xem tay chân của cô Út như vậy nè. Thôi đừng banh tiền, coi cái tay của cô bệnh chứ không phải banh tiền. Rồi từ trong cái rồi hết trơn cái mình mấy không còn sót cái nào trơn. Trời ơi tội nghiệp quá. Cái lưng đồ dữ lắm. Cái lưng mới dữ luôn hả? Dạ rồi được rồi, thôi cô đừng có dạch ra. Hiện vậy đó, cô nhớ không? Bây giờ cô chỉ thay vì người ta có của, người ta sẽ làm phước để người ta hồi hướng công đức. Giờ mình bệnh hoạn, mình không có màng ra tiền, mình khổ rồi mình hồi hướng công đức niệm Phật. Cũng như mỗi buổi sáng hoặc là buổi tối cô nhín ra thời gian cô ngồi, cô ngồi giống như mình ngồi mình tịnh tâm, mình không nghĩ đến chuyện gì hết. Cứ nghĩ đến Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cô niệm suốt. Chừng nào mà cô thấy là cô mệt rồi đó
cô không có niệm được nữa, cô không ngồi được nữa thì cô đứng lên, thì trước khi đứng á thì cô sẽ hồi hướng Nam Mô A Di Đà Phật. Con hôm nay cái buổi niệm Phật hôm nay con xin hồi hướng hết những cái công đức niệm Phật hôm nay, con hồi hướng cho những quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp mà con đã lỡ làm cho họ đau thương. Hôm nay tôi sẽ hồi hướng công đức niệm Phật này, mấy ngày hãy hưởng đi và giảng sanh. Rồi từ từ là cô nó mới gặp được thầy, mới trị được hết bệnh. Chứ nhiều khi á, mình á, không phải gì cái người của mình á, nhiều khi cái đời trước của mình làm cái việc gì nó không có được mà tội nguyện giống như người ta làm đau thương những ai đó. Bây giờ cái đó nó sẽ bám víu vào mình, nó cứ đòi á, như giống như hồi lúc trẻ mình khỏe nó không đòi, cái lúc mình bệnh xuống rồi thường ta nói là bìa nhà sập thì bìm leo đó, đó bắt đầu nó súng vào nó đòi. Cho nên nếu mình thức tỉnh sớm, mình hồi hướng công đức cho nó thì có thể là từ từ nó nghĩ là vậy thôi, bà này bây giờ bà tu rồi, bà biết niệm Phật rồi, tha cho bà. Từ từ nó sẽ buông ra, là cô sẽ nhẹ cái nghiệp lại nha. Dạ thì hôm nay con cũng có mấy lời khuyên cô vậy thôi, cô nhớ không? Nó có cách đó, cái thứ nhất cô không phải cô hồi hướng mà mình hết đâu cô, cái công niệm Phật vẫn còn, mình vẫn còn được hưởng, nhưng mà mình chấp nhận giống như là cô chấp nhận trả nợ vậy đó, trả nợ đời trước mình gieo á. Dạ. Ừ thì mình niệm Phật một bữa ăn ít nít vậy đó. Em nhiều dạ nha. Chị nhà này của chị ha, rồi cô nhà tôi trên đây nè. Dạ. Rồi còn nhà này. Nhà này cháu. Ờ, nó cắt rồi, nó đi làm rồi, nó dạ. Để cho cô Út ở. Dạ. Dạ. Chạy tới lui con cháu em nhầm rồi nhé. Dạ. Dạ, cảm ơn em nhiều. Dạ. Cảm ơn cô Hà. Dạ, thì như vậy đi nha cô. Dạ. Thì thôi Út Hà cũng xin kết thúc cái video đây. Thì một lần nữa Út Hà cũng không quên mến chúc quý khán giả, quý cô chú trong nước và ngoài nước một lời chúc thật nhiều sức khỏe nha. Công việc làm ăn thì luôn thịnh vượng. Thì Út Hà cũng chúc cho cô Út, cô Linh ở Út và anh Tôm Mì Phạm làm ăn phát tài nha anh. Chờ với cô để mình mai mốt mình còn nhờ ơn trên phù hộ độ cho cô Út và anh Tôm Mì nhiều sức khỏe để có công việc làm ăn ổn định. Để làm ăn cho phát tài, để có gì mình còn về giúp đỡ những hoàn cảnh nghèo còn rất là nhiều, những hoàn cảnh đang chờ đón anh Tôm Mì Phạm và cô Linh ở Úc nha. Dạ thôi Út Hà xin xuống like. Nam Mô A Di Đà Phật.